Chào mọi người đã trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho mọi người một dự án ICO mới, đó là dự án Uchip. Dự án Uchip là dự án sử dụng công nghệ blockchain giúp cho việc kết nối và giao tiếp với nhiều người được diễn ra dễ dàng hơn. Dự án đang ở bán Bridge ICO shortcut đã hoàn thành. Uchip đang xây dựng một platform giúp cho việc team kết nối các team dễ dàng. Đây là video diễn giải của dự án, các bạn có thể click ở đây để xem. Tổ chức đứng đằng sau Uchip đó là Crack Info, một trong những nhà sản xuất video game nổi tiếng khu vực châu Á này. Các bạn có thể kết nối với Crack Info, đây là website Twitter. Tại sao lại chọn Uchip? Uchip sử dụng công nghệ blockchain, ký hiệu nó là ERC20 token. Đây là mô phỏng của dự án. Server platform, các bạn có cần text, văn bản này, giọng nói, video chat này, file các chương trình trao đổi nhau này, có thể tìm mọi người này, làm một team này. Đây là white paper của dự án, các bạn có thể download tiếng Anh, tiếng Pháp. Đây là Wikis tiếng Anh, tiếng Pháp. Đây là các Telegram, các phương tiện truyền thông hóa gồm có Telegram tiếng Anh, tiếng Nga, đây là Bounty, AdHoc, đây là Facebook, Twitter, Bitcoin Talk. Kiểm tra Telegram, Telegram khá đông, 52.000 member. Twitter có 6.833 người follow. Mình giới thiệu về token sale và tổng cung của nó là 712.350.000 token. Giai đoạn bán rồi sale là từ mùng 1 tháng 5 đến 30 tháng 5. Crowd sale bắt đầu từ mùng 1 tháng 6 đến 30 tháng 6. Shortcut nó là 5 triệu USD đã hoàn thành. Một, các bạn có thể mua bằng ETH, một ETH bằng 4.500 Uchip. Bonus giai đoạn vừa đi sale là bonus 20%. Hardcap nó là 50 triệu USD. Đây là phân bổ cho dự án. Đây là roadmap lộ trình của dự án, bắt đầu từ năm 2016 này, bắt đầu ý tưởng xây dựng platform. Kéo dài đến tận năm 2020 và tiếp tục. Đây là đội ngũ team dự án gồm rất nhiều người trong kinh doanh, am hiểu về công nghệ, marketing. Đây là bộ advisor của dự án này. Rất là ok. Đây là các partner của dự án. Hiện tại dự án Uchip này đã được list trên nhiều trang đánh giá coi uy tín của ICO Pen, Check ICO 5.0, ICO Holder khá nhiều, Foxico 7.0, Token 24, Best ICO, Limit luôn. Nếu có đối, các bạn có thể nhìn thấy ở các trên. Đây là có cơ hội thường gặp và chờ các bạn truy cập ở đây. Bạn có mọi thắc mắc thì các bạn có thể
Em mail đến địa chỉ support@uchit.info hoặc zone vào Telegram hoặc là điền tên em mail đây và tin nhắn đây và speed gửi câu hỏi. Ok, cảm ơn người đã theo dõi video.